Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Gamen tổng hợp của mình nhé. Hôm nay mình chơi một chiến binh người máy. À đây rồi, đúng rồi. Và các loại xe đang tấn công mình có thể biến thành xe được mọi người ạ. Cái Gamen này thì chơi khá là hay, tại vì nó mang lại cái sự năng động cho người chơi và cái sự nhanh tay nhanh mắt. Cái này thì nó là game offline thôi, không phải là game on, nhưng mà chúng ta có thể chơi bất cứ lúc nào cũng được mọi người nhé. Và đây là giống như đó, các bạn thấy không, hay không? Mình sẽ giới thiệu các bạn, đây ở phần game này thì chúng ta có khá là nhiều cái nút để xử lý ở trên màn hình điện thoại. Đây là game tải bằng trên điện thoại mọi người nhé. Nó có nút, đây là nhảy này, nhảy cao này mọi người này. Đó. Và đây là chạy này, chạy khá là nhanh này. Đây là bắn 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 tên lửa này. Đó. Trưởng đấy các bạn. Có thấy chưa? Chúng ta đã chiến thắng. Và phần nữa thì đây chúng ta sẽ biến thành ô tô cảnh sát này. Các bạn đây là biến thành siêu xe màu xanh luôn. Siêu xe này khá là đẹp và chúng ta có thể bay nhé. Các bạn thấy không? Bay luôn. Đó. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Chúng mày thấy anh ghê chưa? Bắn nổ hết luôn. Đây là giống như kiểu là một trong những loại xe mà tiên tiến nhất thế giới. Kiểu như là trong tương lai năm những năm 2090 3000 gì đó mọi người ạ. Có lẽ là như vậy. Chứ còn bây giờ thì chưa có đâu. Mình sẽ nhảy là nhảy, nhảy 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 lên, nhảy lên. Đấy, thằng đấy rất khá là to. Đây chúng ta phải lấy một quả súng máy này. Đây là những tên robot biến hình từ ngoài hành tinh. Có lẽ là vậy. Chúng mình sẽ biến hình cái ô tô sẽ bay lên trời thử coi nhé. Cái ô tô này khá là đẹp, mình thích là lái ô tô. Nào đi nào. Bây giờ mình sẽ lái ô tô đi dạo phố để kệ chúng nó làm việc ở đây. Trước mình sẽ quay lại. Đó, chúng ta sẽ lắp. Đây, súng máy này. Ồ. Đây là những tên người ngoài hành tinh. Chúng đang có nghĩa là đến khu vực. Hay là có nhạc ở đây ta? Chạy đi, chạy, chạy, chạy. Bạn thấy chạy nhanh chưa? Khá là nhanh. Như là đây có đạn đuổi mọi người này, mình sẽ bắn này. Như là các bạn thấy chưa? Cộng thêm 300 và đây là một chồng chết rồi. Xử lý quá kém của anh người máy robot đỏ. Và chúng ta đã đứng hình. Sự khó khăn chồng chất khó khăn. Video của mình xin kết thúc và tạm dừng đây nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.